Chú tinh tinh này là một nhà nghệ thuật. Từ nhỏ nó đã biết dùng bùn để vẽ tranh. Những con tinh tinh khác đều đang trèo leo vui đùa trên cây, còn nó lại chỉ ngồi dưới ngọn cây làm nghệ thuật. Nhưng vào ngày hôm qua, trong rừng truyền đến tiếng của con người. Tinh tinh bố đã nhấc chú tinh tinh nhỏ lên cây, sau đó liền gầm lên lao về phía loài người. Sau đó, chú tinh tinh nhỏ được hai vợ chồng loài người nuôi dưỡng. Họ coi chú tinh tinh nhỏ là con của mình, yêu thương chăm sóc nó hết mực. Sự tồn tại của chú tinh tinh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Người chồng phát hiện ra giá trị thương mại của nó, thế là ông bắt đầu lợi dụng chú tinh tinh để kiếm tiền. Chú tinh tinh bị chiều hư được người chồng cung phụng như tổ tông trong nhà. Người vợ thực sự không thể chịu nổi cuộc sống như vậy nữa nên đã bỏ đi. Nhưng người chồng vẫn không thay đổi, còn mở một rạp xích thú. Nơi này không chỉ có chú gà mái biết đánh gôn, hải ly biết tâng bóng, thỏ trắng biết cứu hỏa, mà còn có chú voi và chú chó biết làm xiếc. Mà động vật được mọi người yêu thích nhất của rạp xích chính là chú tinh tinh Ivan. Mỗi lần nó biểu diễn, tất cả khán giả đều vỗ tay không ngớt. Chú cùng những loài động vật khác giống như người một nhà, sống vui vẻ trong rạp xiếc. Nhưng dần dần, mọi người bắt đầu chán ngán những trò biểu diễn của chúng. Khán giả dưới sân khấu càng ngày càng giảm đi. Vì để cứu cả đoàn xiếc, đoàn trưởng đã mua một động vật mới từ ngàn dặm xa xôi. Xin chào. Rốt cuộc là động vật nào lại có thể khiến đoàn trưởng phải gục ngã như vậy? Đoàn trưởng thậm chí còn dẫn chú voi to nhất trong đoàn xiếc để chào đón nó. Chỉ thấy chú voi lớn đưa chiếc vòi vào trong xe, sau đó dần dần thu vòi lại. Tiếp đó một chú voi con đã bước ra. Hóa ra loài động vật đáng sợ đó lại chính là một chú voi con đáng yêu. Nó vừa xuất hiện, nhân viên trong đoàn xiếc đã vây quanh nó. Điều này khiến chú tinh tinh Ivan cũng phải đố kỵ. Nó sợ rằng ánh hào quang của nó sẽ bị chú voi con cướp mất. Quả nhiên, đến thời gian biểu diễn, Ivan vẫn chưa biểu diễn xong thì đoàn trưởng đã kéo rèm lại. Bởi vì nhân vật tiếp theo sẽ xuất hiện chính là minh tinh mới này. Khán giả dưới sân khấu có người vỗ tay, có người thì chụp ảnh. Đoàn trưởng cũng cười tuét miệng. Dẫu sao ai mà lại không yêu thích chú voi con đáng yêu này chứ? Ngay sau đó, biển quảng cáo có hình chú voi con đã được treo lên. Việc làm ăn của rạp xiếc cũng đã khôi phục trở lại. Nhưng Ivan từng là siêu sao của rạp xiếc lại dần dần bị ngó lơ. Từ đó về sau, Ivan bắt đầu đối xử lạnh nhạt với chú voi con, còn chú voi con cũng trở thành động vật được cả rạp xiếc cưng chiều. Nó và chú voi lớn đã trở thành bạn diễn, làm tăng thêm ánh hào quang vô hạn cho cả rạp xiếc. Nhưng vào một ngày nọ, thân thể của chú voi lớn xuất hiện dị thường. Đoàn trưởng đã kiểm tra tình hình của nó và định dẫn nó đến gặp bác sĩ thú y. Voi lớn biết mình không trụ nổi nữa, nên đã nói với Tinh Tinh nguyện vọng của mình. Nó hy vọng Tinh Tinh có thể chăm sóc cho chú voi con, hy vọng nó có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà không phải bị nhốt trong lồng như bây giờ. Nhìn thấy voi lớn hơi thở yếu ớt, Tinh Tinh cuối cùng đã buông xuống hiềm khích. Không lâu sau, voi lớn vĩnh viễn rời khỏi đoàn xiếc, nhưng đoàn trưởng vẫn không từ bỏ ý định kiếm tiền. Ông bắt đầu tiến hành huấn luyện cho chú voi con, nhưng chú voi con đang chìm trong nỗi bi thương khi mất đi voi lớn, không hề phối hợp với đoàn trưởng. Nó nhất thời tức giận. Đoàn trưởng vẫn huấn luyện nghiêm khắc với chú voi con. Ivan ở một bên không thể nhìn nổi nữa, nên đã gầm lên với đoàn trưởng. Nhưng đoàn trưởng vẫn không chịu dừng lại, ngược lại càng nghiêm khắc hơn, mau đứng lên. Chú voi con không phối hợp khiến đoàn trưởng tức sôi máu. Ngày đó, con gái của nhân viên trong đoàn đã đưa cho đoàn trưởng mấy bức tranh. Cô bé nói, đây đều là tranh do Tinh Tinh vẽ. Đoàn trưởng không dám tin vào mắt mình. Thì ra mấy ngày trước, cô bé đã đưa cho Ivan mấy chiếc bút màu. Kết quả Ivan đã nhớ lại ngày trước, nên đã lặng lẽ vẽ tranh. Đoàn trưởng lại nhìn thấy cơ hội làm ăn, bắt đầu tuyên bố với giới truyền thông. Trong rạp xiếc có một chú Tinh Tinh biết vẽ tranh, truyền thông chắc chắn sẽ điên cuồng cho xem. Một họa sĩ Tinh Tinh thiên tài. Quả nhiên ngày hôm sau, khán giả đã rầm rộ mua vé. Mà đoàn trưởng lúc trước đối xử lạnh nhạt với Ivan giờ đã đối xử nhiệt tình với nó. Lúc này Ivan mới hiểu ra, chỉ cần mình biểu diễn tốt thì đoàn trưởng sẽ đối xử tốt với mình. Việc làm ăn của đoàn xiếc cũng dần dần đi lên. Dưới lời giới thiệu của đoàn trưởng, chú Tinh Tinh Ivan lại lần nữa lên sàn. Nó cầm chiếc bút màu trong tay, đột nhiên dừng lại. Đoàn trưởng có chút ngượng ngùng, thế là lại hô thêm vài tiếng. Kết quả Ivan đã bỏ chiếc bút màu trong tay xuống, quay đầu bước vào trong. Buổi biểu diễn kết thúc, đoàn trưởng tức giận hỏi Ivan vì sao không vẽ. Thế nhưng Ivan không trả lời, đoàn trưởng cũng đành bó tay. Thật ra nguyên nhân thực sự là vào thời khắc đứng trên sân khấu đó. Nếu như Ivan biểu diễn vẽ tranh, mặc dù có thể tạo ra ánh hào quang nhất thời, nhưng tiếp đó có thể làm gì nữa? Lẽ nào cả đời này nó đều phải sống trong lồng, bị người người vây xem sao? Hơn nữa nó cũng đã hứa với voi lớn là sẽ đem lại cuộc sống tự do cho voi con. Ngày đó, Ivan đã nghĩ ra một cách. Nó bảo chú cún đi thu hút sự chú ý của nhân viên đoàn xiếc, bởi vì trong đoàn xiếc, cún không được vào trong lồng của Tinh Tinh. Sau đó Ivan lại giả vờ ngủ, để nhân viên lấy chìa khóa ra mở cửa lồng cho nó. Nhân viên vốn tưởng rằng có thể bắt được chú cún, nào ngờ Tinh Tinh lại nhảy ra. Cứ như vậy, Ivan đã dẫn tất cả động vật phá cửa rạp xiếc chạy đến khu rừng trước mặt. Đây là lần đầu tiên những động vật trong rạp xiếc bước ra ngoài thế giới ngoài rạp xiếc, thế nên không khỏi có chút lạ lẫm. Cùng lúc đó, đoàn trưởng đã nhận được tin động vật trong rạp xiếc thoát ra ngoài. Ông biết tất cả động vật nhất định sẽ chạy đến khu rừng trước mặt. Lúc này,
các động vật đã đến được thế giới hoang dã mà mình mong đợi đã lâu. Nơi này có đồng cỏ tươi xanh, cây cối tùm, đây mới chính là ngôi nhà chân chính của chúng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến Ivan phải sững sờ. Nơi này vì sao vẫn là thế giới loài người? Thì ra nơi mà chúng tưởng là thế giới tự nhiên lại chỉ là một công viên trong thành phố. Lúc này Ivan mới biết, sự tự do lý tưởng của chúng còn cách chúng rất xa, rất xa. Ivan vừa cầm lên chiếc bút mộc, nó muốn vẽ một bức tranh khiến mọi người phải kinh ngạc. Nó dùng màu xanh dương để vẽ bầu trời, dùng màu xanh lá để vẽ cây cối, dùng màu vàng nâu để vẽ mặt đất, lại dùng màu trắng để vẽ mây trời. Động tác của nó linh hoạt sinh động, hệt như một họa sĩ thiên tài. Ngay đến chú cún con nhìn thấy tranh nó vẽ còn phải thán phục, thế nhưng đoàn trưởng lại không biết chuyện này. Cùng lúc đó, thời gian biểu diễn cũng sắp tới. Bởi vì động vật trong đoàn xích thoát ra đã thu hút rất nhiều ký giả trong thành phố, đoàn trưởng cũng không quên quảng cáo, còn bảo phóng viên đi mua vé. Và khoảnh khắc tấm rèm được kéo ra, mọi người đều phải kinh ngạc, đoàn trưởng cảm thấy không đúng, cũng ngoảnh đầu nhìn lại. Đây chính là lần đầu tiên Ivan biểu diễn vẽ tranh trước sân khấu. Bức tranh nó vẽ chính là thế giới tự nhiên mà nó vẫn luôn mong nhớ, cũng chính là sự tự do mà nó luôn khao khát bấy lâu. Khán giả đều ồ ạt vỗ tay hoan hô, đoàn trưởng cũng cảm thấy ngỡ ngàng về màn biểu diễn của Tinh Tinh. Duy chỉ có cô bé ở dưới sân khấu là cảm thấy Tinh Tinh không bình thường. Cô bé đã nhìn thấy Tinh Tinh sau lớp kính, ánh mắt nó vô cùng buồn bã, dường như nó muốn nói điều gì đó. Cô bé nhớ lại trước buổi biểu diễn, mình từng trò chuyện với Tinh Tinh. Cô bé đã cho Tinh Tinh xem bức tranh mình vẽ và nói chỉ cần vẽ ra điều mình mong muốn thì nguyện vọng có thể được thực hiện. Mà thế giới tự nhiên trong bức tranh của Tinh Tinh đã chứng minh, nguyện vọng của nó chính là rời khỏi nơi này. Cô bé hiểu được nỗi lòng của Tinh Tinh nên đã nói chuyện này với cô phóng viên. Kết quả ngày hôm sau, bên ngoài rạp xiếc truyền đến tiếng ồn ào của dư luận. Mọi người tụ tập trước cửa rạp xiếc, cùng lên tiếng giành lại tự do cho các loài động vật. Họ đã lên tiếng kháng nghị trên biển hiệu. Trên biển hiệu có viết dòng chữ, trả lại tự do cho Ivan. Nghe thấy tiếng nói của con người, Ivan liền nở nụ cười đã mất từ lâu. Mà đoàn trưởng cũng không thể chịu nổi sức ép của dư luận, nên đã đồng ý với lời thỉnh cầu của họ. Ngày hôm sau, tất cả động vật đều được trả về tự nhiên, mà người đoàn trưởng luôn quan tâm đến việc kiếm tiền kia cũng đã đến nói lời tạm biệt với Ivan. Ông lấy ra tấm ảnh chụp chung lúc trước, đó chính là bức ảnh đầu tiên khi ông nhận nuôi chú Tinh Tinh nhỏ. Vào giây phút này, Ivan dường như đã hiểu được lời xin lỗi của đoàn trưởng, thế là nó đã đứng chạm trán với đoàn trưởng. Nhiều năm nay, đoàn trưởng chỉ coi Tinh Tinh là công cụ kiếm tiền, mà hoàn toàn không nhận ra chính Ivan đã luôn cùng với mình trưởng thành. Ta sẽ rất nhớ con, Ivan. Cuối câu chuyện, chú Tinh Tinh Ivan đã được trở về thế giới tự nhiên như ý nguyện. Cây cỏ tươi tốt, dòng suối trong mắt, đất trời rộng lớn bao la. Và ở đây, nó đã nhìn thấy đồng loại của mình và cuối cùng cũng có được sự tự do mà mình luôn khao khát. Đây chính là bộ phim được cải biên từ một câu chuyện có thật. Chú Tinh Tinh biết vẽ tranh đó từng bị nhốt trong rạp xiếc, biểu diễn suốt nhiều năm. Cho đến 27 năm sau, xã hội loài người lần đầu tiên kháng nghị và nó đã tìm lại được sự tự do vốn có. Các loài động vật không phải là công cụ kiếm tiền, càng không phải kẻ thù của chúng ta. Hy vọng có một ngày, chúng đều có thể có được một nơi thuộc về mình.